Đến gần 13 giờ ngày 20 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô 16 chỗ trên địa bàn phường Long Thạnh Mỹ. Theo nguồn tin ban đầu, trưa cùng ngày, nam tài xế lái ô tô 16 chỗ chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng hướng từ đường Nguyễn Xiển về đường Hoàng Hữu Nam. Khi đến gần trường mẫu giáo Sơn Ca, phường Long Thạnh Mỹ thì bất ngờ bốc cháy phía dưới hệ thống máy. Phát hiện cháy, tài xế tấp vội vào lề đường, đạp cửa thoát ra ngoài. Một số người dân phát hiện sự việc nên cầm bình cứu hỏa chạy đến dập lửa nhưng không được. Chỉ trong phút chốc, ngọn lửa bùng lên dữ dội và bao trùm toàn bộ phương tiện. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường dập lửa. Đám cháy được cảnh sát khống chế nhưng ngọn lửa đã khiến toàn bộ ô tô 16 chỗ cháy rụi chỉ còn trơ khung. Vụ việc cũng khiến hệ thống dây cáp viễn thông phía trên bị cháy hư hỏng. Ngoài ra, giao thông trên đường Nguyễn Văn Tăng ùn tắc kéo dài. Được biết, chiếc xe trên, tài xế mới mua lại được vài tháng thì xảy ra sự việc trên.